chùa Trung Thiên. Chùa Trung Thiên là một ngôi chùa Phật giáo thiền tọa lạc tại số 1034 Underwood Road, Prysdale, Queensland, Australia. Ngôi chùa Trung Thiên này là một phần của trật tự tu viện Phật giáo Four Wang San. Việc xây dựng ngôi chùa bắt đầu vào tháng 1 năm 1991 và được khánh thành vào tháng 6 năm 1993. Chùa Trung Thiên được thành lập bởi Hòa Thượng Sinh Yan và cũng là người sáng lập trật tự Phật giáo Four Wang San. Chùa Trung Thiên có nghĩa là giữa trời, được xây dựng vào năm 1992 bằng kiến trúc Phật giáo truyền thống của Trung Quốc. Ngôi chùa này nằm giữa Brisbane và Logan, Queensland, được bao quanh bởi thiên nhiên, đền thờ cung cấp một địa điểm tuyệt đẹp và yên bình. Văn hóa cho cộng đồng để tôn vinh sự đa dạng, đa văn hóa và sự hòa hợp, đa tín ngưỡng của ngôi chùa này thông qua Phật giáo nhân văn. Các chuyến tham quan trường học và du khách được mời khám phá những khu đất đầy động vật hoang dã. Chùa cũng tiến hành đám cưới, nghi lễ, trà, phước lành cho em bé, thiền định, Phật giáo và các lớp Trung Quốc. Ngôi chùa này là một điểm thu hút nhất trong thành phố Logan, tiểu bang Queensland, Australia.